liên quan đến tổ. À, bài số 5 thì chúng ta đã có tổ đi với ai đó. Ví dụ như là tomodachi to gakkou e ikimasu, đi đến trường cùng với bạn. Ở phần này thì tổ mang vai trò ý nghĩa là nối hai danh từ N1 tổ N2 có ý nghĩa và hoặc cũng có nghĩa là với. Nhớ sai tổ tamago trứng và rau. Gohan to nikku cơm và thịt. Ở phần này mình nói qua chút như vậy để các em biết tổ thôi. Maesa nani o tabemasu ka? Pan to tamago tabemasu. Ii desu ka? Ví dụ, cái này sẽ là gì? Nikku to tamago. Vậy, vì nói thành câu hoàn chỉnh sẽ là gì? Nikku to tamago tabemasu. Hoặc mua chúng ta sẽ có là gì? Nikku to tamago kaimasu. Sơn nè, hai. Tương tự như vậy, từ này chúng ta cũng có thể dùng đến với từ mua với cả từ ăn. Vậy là gì? Sakana to yasai o kaimasu. Hoặc là gì? Sakana to yasai o tabemasu. Sơn nè. Lúc nãy sensei nói với động từ shimasu, shimasu, shimasen, shimashita, shimasen deshita. Thế thì nó cũng giống như cái động từ khác thì cũng có trả lời có thể nói là nani mo ve masen wa masen deshita. Nhưng ở trong phần này sensei nói qua một chút. Cái danh từ mà đi với ố shimasu này này, nó sẽ đi với trong phạm vi bài này. Chúng ta sẽ nói đó là các môn thể thao, ví dụ như là tennis wo shimasu, soccer wo shimasu, game wo shimasu. Nhưng chúng ta cũng có thể bỏ cái trợ từ ố đó đi, nói tennis wo shimasu, soccer wo shimasu, game wo shimasu. Ii desu ka? Ngoài ra, với hai hơn hay nhiều chữ Hán được gọi là các sự kiện. Ví dụ như là học tập này, làm việc này, luyện tập này, đêm ba gọi điện. Hoặc là các cuộc vui, ví dụ party cũng đi với ố shimasu. Ii desu ka? Phần này thì các bạn phải luyện tập nhiều thì các bạn sẽ quen. Hoặc chúng ta có từ ngay bài 1 là yoroshiku onegai shimasu. Cái từ onegai đó chính là đi với shimasu. Ii desu ka? Mục tiếp theo chúng ta sẽ diễn tả, nói một cái câu nó dài hơn, làm một hành động này, sau đó hoặc kế tiếp, tiếp theo đó sẽ làm một hành động tiếp nữa. Vậy thì bài này chúng ta sẽ làm được một cái bài rất là sâu liên quan đến bài số 6 này, đó chính là gì? Ví dụ các bạn thức dậy, asa hayaku okimasu, thức dậy rồi này, rồi sau đó các bạn gì, đánh răng chẳng hạn. Sore kara okimasu, sore kara ha o migakimasu, đánh răng này, rồi đi học đúng không? Gakko e ikimasu. Đó thì nó là như vậy. Xin lỗi, chỗ này sẽ có một dấu chấm, sore kara đây có một dấu phẩy nối hai mệnh đề. Chúng ta sẽ còn có nhiều cách khác đi nói cùng với lại sore kara nữa.
động là cô cháu kaimashita, mua trà. Và mình hỏi rằng bạn mua trà ở đâu, khi đó sẽ hỏi anata wa doko de kocha o kaimashita ka. Và khi đó các em lưu ý trong câu trả lời, hỏi cái gì trả lời về cái đó. Nếu như các em mua ở depato, các em sẽ nói là gì? Depato de kaimashita. Em mua ở mise, các em sẽ nói là ano mise de kaimashita. Mua ở Tokyo, Tokyo de kaimashita. Và khi đó thì cái tân ngữ này này và trợ từ ố này này, các em không cần sử dụng đến nó nữa. Tân ngữ và trợ từ ố không cần nữa, chỉ cần cái danh từ chỉ để điểm đi với động từ ở cuối câu, và cách chia cái động từ đó sẽ căn cứ vào hiện tại hay quá khứ. Thì các em để ý, nếu như cứ thời gian từ cái xếp từ điểm im mạ là bây giờ mà hất về quá khứ thì các em phải chia về quá khứ. Từ thời gian im mạ hất về tương lai, các em sẽ chia về tương lai. Yoroshidesuka? Bây giờ các bạn nhìn vào tình huống và chúng ta sẽ nói doko de danh từ này, eno ve mashita ka. Sensei có tình huống như thế này, mình sẽ đặt câu hỏi là gì? Không biết chỗ này là chỗ nào, vậy sensei đã là gì? Doko de yasai o kaemasu ka? Và trả lời là gì? Supa de. Danh từ chỉ địa điểm này cộng với mỗi động từ không, bởi vì chúng ta sẽ có là gì? Supa de kaemasu. Idesu ka? Tình huống thứ hai, sensei hỏi tiếp nữa này. Doko de tomodachi ni aimashita ka? Ở đâu đây ạ? Eki. Và tiếp tục đi với động từ, vậy là gì? Eki de tomodachi. Không. Nên chương trình mục 2 cũng phải nhất định là sai nhé.
chơi desu ka? Chơi sẽ tổng hợp lại toàn bộ bài số 6 và bài này sẽ còn một bài nâng cao nữa sau khi các em học nhuần nhuyễn như thế này rồi. Chúng ta sẽ học 150 động từ, 150 động từ của phần toàn bộ N5. Cách chia sẽ đi theo cái phần thiên hướng là trở về thể thông thường. Sensei sẽ nói ở đây luôn động từ này, 150 động từ này. Và học đến bài 6 này là một cái phần vô cùng cơ bản, cho nên chúng ta có thể học sâu hơn nữa. Danh từ làm cái hành động, và cái hành động này làm ở tại một địa điểm. Và chúng ta, thậm chí chúng ta còn có là gì? Bài số 4 là đi với Dare. À, Semasen, Dare to. Làm cái hành động này này cùng với ai? Semasen, Dare to ne. Và rủ dê ai đó làm gì cùng mình và đồng ý thì chúng ta sẽ ve masho. Một phần nữa là tổ nối hai danh từ. Một phần chút nữa là nối hai câu sore kara. Bài này khá nặng và sensei muốn các bạn nghe đi nghe lại ít nhất cái video này 5 lần. Và bây giờ các bạn hãy nhìn vào các bức tranh này, các bạn hãy tự nói và tự ghi âm.